Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với bài tiếp theo nha. Hôm nay thì Phượng sẽ hướng dẫn mọi người về cách xăm trên da giả. Hôm trước là cái bài chúng ta đã học cách scan trên giấy rồi. Thì hôm trước thì mình có scan được quả bí ngô, các bạn nhớ không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ xăm quả bí ngô và hướng dẫn mọi người xăm trên da giả nha. Đây là một tờ giấy scan này. Nếu như mà cái bài trước thì mọi người cần phải scan hết cái tờ này, thì bây giờ mình sẽ đến cái bài tiếp theo. Và nếu chúng ta chưa scan hết thì chúng ta nên scan hết ba cái tờ mà mình đã hướng dẫn nha. Sau khi scan hết ba tờ thì mình mới chuyển qua cái bài này ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ có một cái tờ giấy da giả như thế này. Cái da giả này thì nó rất là mỏng thôi, nhưng mà mình có thể dùng được hai mặt. Bởi vì mình chọn cái da giả mỏng ấy, thì khi mà mình xăm á, tuyệt đối không được kiểu bị sâu sang bên kia. Đó. Còn nếu mà mình chọn da dày quá thì mình cũng không biết được là mình đã có bị sâu hay không. Nên mình chọn cái tờ da giả thôi nhá. Da giả nó mỏng mỏng thôi. Rồi, ở đây mình có hai mặt thì mình sẽ sử dụng cả hai mặt luôn. Khi mà mình ken hết cái tờ này á, là một tờ giấy A4 đúng không? Thì mình chỉ việc ken để lên đây thì nó sẽ vừa khớp với tờ này, tại vì tờ này cũng là tờ A4. Thì một tờ này trên thị trường cỡ khoảng 25k tầm đó. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cồn này. Mình để tờ này ra ngoài không, cồn nó bắn vào đây. Mình sẽ xịt cồn hết cái bề mặt này nhá. Sau khi xịt cồn xong thì mình sẽ sử dụng một tờ giấy để mình lau sạch cái phần này đi. Chúng ta sẽ xịt cồn lau sạch cái phần bề mặt này đi nhá. Tiếp tới là một cái dụng cụ để scan. Nếu mà scan trên da người ấy, thì mình sẽ có một cái sản phẩm khác, còn cái này scan trên da giả thì mình sẽ có một sản phẩm khác. Đây là một cái lọ scan này, mình có thể tìm mua trên các cái sàn nhé, rất là nhiều luôn. Và cái cục sáp này á, mình chỉ việc vặn lên thôi, nó sẽ ngoi lên này như vậy. Và mình sẽ tô vô, ví dụ như ở đây mình sẽ scan cái kết quả bí ngô á, thì mình sẽ thoa cái phần này. Còn nếu như mọi người mà xăm hết cái tờ giấy này á, thì mình sẽ scan đều hết cái phần này nhá. Mình đang ví dụ thôi, mình scan tờ này đấy, mình thoa trên này. Rồi, sau khi thoa xong đúng không, đây, thoa xong mình sẽ để quả bí ngô vào phần đó. Rồi, mình ấn xuống này, giữ này, đừng để cho nó dịch chuyển. Nếu mà chúng ta làm cho nó dịch chuyển á, thì sẽ có hai nét ở trên cái phần da giả, mình đừng để cho nó dịch chuyển. Rồi. Nhấc lên, đó là chúng ta sẽ có một quả bí ngô trên này. Cái tờ này á, thì mai mốt mình khi mà mình ken hết á, thì mình sẽ làm hết tờ này. Sau khi mà ken xong ở trên này này, nó rất là dơ, nó bẩn đấy, thì mình sẽ gập đôi lại ha. Mình gập đôi lại. Thì mình sẽ sử dụng tờ này để đây để mình xem. Đó, mình xem là nó sẽ hình dáng nó như thế nào, nó chỗ nào tô, chỗ nào không tô, chỗ nào nét dày, nét mảnh để mình học. Còn cái bài này thì mình chỉ xăm hướng dẫn mọi người xăm da giả một quả bí ngô này thôi nhá. Rồi, sau khi ken này thì mình chờ cỡ khoảng 1 đến 2 phút. Sau khi mà chờ 1 đến 2 phút mình sẽ lau thử, nếu mà lau mà nó vẫn 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 còn màu xanh ở trên da và đủ nhìn rồi thì mình sẽ lau đi ha. Mình không để cho nó quá xanh. Đây. Bây giờ mình sẽ lau thử nhé. Các bạn sẽ phải thử bằng cách bôi đi một chút xíu, bôi đi một tí. Đó là nó có cái mờ mờ phía dưới ấy, mọi người thấy không? Đấy, khi mà mình bôi đi mình đủ nhìn rồi thì mình sẽ lau hết toàn bộ đi, thì mình đã đủ nhìn rồi, mình không cần phải để cho nó xanh quá. Bây giờ thì mình sẽ xịt cồn vô để mình lau đi nhé. Đấy, các bạn chỉ việc xịt cồn vô này. Đó. Lau đi. Đó, mọi người thấy không, là nó sẽ xuất hiện được một cái vết mờ mờ, là chúng ta đã đủ nhìn để xăm rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Bây giờ mình sẽ tiến hành xăm nha. Và hôm trước mình có nói là cái mực tập á, thì ở đây mình có một chai mực tập này. Cái chai mực tập này á, thì mình sẽ mua hơn 100 ngàn thôi. Còn cái vaseline á, thì mình mua cái loại này. Đấy, cũng khá là giá, cũng ổn ổn áp lắm. Mọi người có thể mua để tập nha. Xăm trên da giả thì mọi người nên cần thêm một miếng da giả nữa để mình đè xuống dưới, để cho cái độ dày nó cao lên. Thì khi mà mình đâm mà chẳng may có bị sâu ấy, thì nó sẽ không bị hư máy, hư kim của các bạn. Thì nếu mà các bạn tập mà không bị sâu ấy, thì mình có thể dùng một miếng, còn tốt nhất là mình sẽ dùng hai miếng mình kê lên nhau nhé. Ở đây thì Phượng sẽ có một cái kim có phi là 1005 nhá, 1005RL đấy. Hôm trước thì mình đã nói về cái mã kim rồi. Bây giờ thì nếu như mọi người mà chưa xem cái video đấy thì mình sẽ quay trở lại nhá. Ở đây mình có máy tập thì mình dùng máy của Epition đó, và dùng nguồn của Epition luôn. Bây giờ mình sẽ mở máy lên này. Ở đây đang là 4.3V này, mình sẽ để cỡ khoảng 4.5 đến khoảng 5.5V. Đó, mình để 5V. Chỉnh kim này. Đầu tiên thì đây là kim cỡ ngắn này, thì mình đi cỡ này trên da thôi, nhưng mà mình muốn nhìn thấy rõ hơn thì mình để dài một tí. Nhưng mà khi mà để dài chúng ta cũng đi cỡ cỡ kim ngắn thôi, tức là mình đi một nửa cái này thôi ha. Để cái da này á, các bạn thấy không, nó cũng khá là mỏng này. Mà cái kim cỡ này này thì là nó bị vượt quá ra ngoài rồi, nên chúng ta sẽ đi nửa cỡ kim này trên da thôi. Mọi người lưu ý ha. Rồi, trước khi mà tập ấy thì mình sẽ sử dụng là lau sạch cái phần kim này đi. Ở cái máy này có một cái nấc cài này, mình đưa đưa kim vô này. Mình cài này, mình vặn qua đây. Đó, bật máy lên. Đó. Ok. Rồi,
khi mà mình cầm á, mình sẽ cầm kim như thế này, tức là cái tay của mình sẽ bám vào cái máng của cái kim đó, tay bám vào cái máng của cái kim và mình sẽ di chuyển như thế này đó. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô cái bài này nhá. Lúc nào mình cũng phải để tờ giấy scan ở bên trên để mình nhìn này, nó là cái hình gì, nó là như thế nào. Ở đây thì mình sẽ sử dụng mực. Đấy, mình sẽ chấm mực. Mình sẽ quay góc rộng cho mọi người đấy nhá. Đây là mình sẽ chấm mực này. Mọi người mà sợ dơ thì mình sẽ phải đeo găng tay vô. Và một cái lưu ý là mình sẽ dùng Vaseline tay bên này ha. Tay bên này là mình hay cầm máy, mình không dùng tay bên này. Hoặc là mình dùng cái ngón út này, mình bôi. Mình dùng bôi một xíu Vaseline lên này. Tay mình cầm giấy này. Tay mình cầm giấy này. Bôi một xíu Vaseline lên này. Thế là mình xăm này. Mình sẽ quay góc xa trước cho mọi người ha. Đây, đầu tiên là mình sẽ nhìn này. Kim đâm xuống này. Kim đâm xuống này. Xuống sâu xuống một xíu bắt đầu mình đi này. Giữ in như thế mình đi này. Đi xong mình sẽ lau đi. Chúng ta sẽ có một nét như thế này. Ví dụ khi mà mình đi này mình cảm thấy nó hơi bị nhạt, nó hơi bị lơi quá, nó chưa có lủng nhé. Thứ nhất là mình không được xăm lủng này, mình thấy lơi quá thì bây giờ mình biết thế là mình sẽ tăng vô lên một tí. Tại vì khi mà đi trên da giả ấy, thì nó sẽ cần một cái lực mạnh hơn, tại da giả cứng hơn mà. Mình sẽ đi lại thêm một lần ha. Mình sẽ đi lại thêm một lần. Rồi bây giờ nó sẽ đen rồi này. Đấy, chúng ta sẽ thử trước, ví dụ chúng ta mà thấy nó chưa được đen lắm ấy, thì chúng ta sẽ thử lại với một cái mức nó sâu hơn. Đó, thì chúng ta sẽ được một nét như thế này. Bây giờ mình sẽ đi một vài nét nhé và mình đổi hướng máy cho mọi người cùng xem nha. Mình sẽ để góc máy ngang như thế này và mình đi cho mọi người cùng xem nhé. Mình cũng bật máy lên này. Chấm mực này. Lấy Vaseline này, bôi lên đây. Xong bắt đầu mới xăm nhé. Này, kim đâm xuống da này. Xuống sâu hơn một tí này, bắt đầu đẩy in như thế đi này. Gần dừng lại thì mình đưa nhẹ lên kim lên. Đó, mình đưa nhẹ kim lên. Xong từ cái chỗ đưa nhẹ đó thì mình sẽ bắt đầu đưa nhẹ từ bên trên xuống này. Đó là chúng ta sẽ được thêm một nét nữa này. Mình lau đi. Khi mà mình lấy Vaseline á, mà mình bôi vô, xong mình xăm á, mình lau đi ấy. Đó, thì nó rất là sạch. Đó. Bôi Vaseline vô này, lau đi này. Ngoài Vaseline ra thì mình có thể dùng mình cũng sử dụng cái dầu á, dầu mà dạng lỏng á. Rồi tiếp tới là mình sẽ đi lại cho mọi người cùng xem lần nữa nha. Rồi, sau khi mình đi hết như thế này nhá, bây giờ mình sẽ lau đi. Rồi, như trong quả bí ngô ấy, nó có một vài những cái nét phụ nữa. Thì mình sẽ không dùng cái kim này để mình đi, mình sẽ sử dụng mũi kim 03. Kim 03 thì nó sẽ có nét nhỏ hơn một tí để mình đi những cái nét phụ. Thì nhìn cái quả bí ngô này nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó, mình sẽ đổi kim 03 nhá. Kim 03 thì nó có một cái nét mảnh mai hơn. Đây có một vài nét phụ này mình sẽ đi nha.
À, chúng ta đã xong nhắc phụ này. Mình biết là những lần đầu tiên mà các bạn tập ấy thì nó sẽ có gặp một vấn đề, đó là rất là rung và mực nó sẽ không đều, chỗ có chỗ không. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, khi mà chúng ta xong được hết một cái tờ này rồi, khi chúng ta quen tay rồi thì cái việc mà đi đều mực hay là đi làm sao để cho nó không bị rung ấy thì nó là việc đơn giản thôi. Thì quá trình luyện tập của mọi người nó sẽ thay đổi khi mà mọi người xong nhiều. Đó. Đấy, mọi người chỉ việc lấy vaseline lau đi, nó sẽ sạch như thế này. Đầu tiên là cái bài đầu tiên mình sẽ đi đủ nét. Thứ hai là đi làm sao để cho nó đủ cái nét của cái trong cái phần hình của mình. Cái thứ hai đó là mình tập làm sao để cho quen tay thôi. Còn bài đầu tiên thì không yêu cầu quá cao ha. Rồi. Tiếp theo tới là khi mà mình lật sang phía đằng sau ấy, các bạn thấy quả bí ngô lật phía đằng sau ấy hoàn toàn không bị đâm ra bên đằng sau. Nếu chẳng may mình có đâm qua thì mình đi một nét mình mở qua mình xem luôn. Nếu chẳng may bị đâm qua thì mình phải rút kinh nghiệm cho cái nét sau là mình không được đâm nữa. Đó. Bài xăm trên da giả cho cái phần đầu tiên chỉ như vậy thôi, và mọi người sẽ xăm cái bài này hết 3 cái tờ nhá. Hết 3 tờ, bài sau thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu những cái phần nhỏ nhỏ như thế này. Tức là trong hình này nó có những cái phần tô này, thì lúc đầu là bài đầu tiên này thì mọi người sẽ xăm trên da giả đi nét hết, và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô trên phần này ha, mình sẽ sử dụng kim RS như thế nào. Ok, bài học của mình về bài xăm trên da giả đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhá. Bye bye.